Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Bentley VZ150i 2001, đối thủ của cái chiếc Honda Vision tại Việt Nam. Sở hữu chứng minh thiết kế gọn nhẹ cùng loạt trang bị ấn tượng, phiên bản Bentley VZ150i 2001 mang tính người dùng, một cái dòng tay ga giá rẻ trên thị trường Việt Nam. Bentley là một thương hiệu rất nổi tiếng, được rất nhiều người biết đến, nhưng chủ yếu là trong cái mảng những dòng mô tô vượt lớn, chứ ít người biết rằng họ cũng đã sản xuất rất nhiều cái dòng tay ga được thiết kế dành riêng cho thị trường châu Á. Qua phiên bản Bentley VZ150i 2001 là một trong số đó. Được phân phối chính hãng ở Việt Nam với mức giá bán là 29.800.000 đồng. Phiên bản Bentley VZ125i 2001 là một cái dòng tay ga cỡ nhỏ và được sử dụng chủ yếu mục đích di chuyển ở trong thành phố. Xe sở hữu trên mình kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1810 x 700 như 1060 m, với một cái khối lượng chỉ là 97 kg, nên rất phù hợp với bóc dáng của người Việt. Bên cạnh các đường nét góc cạnh, Bentley VZ150i 2001 mang tới một cái dòng xe đậm cái tính thể thao. Sở hữu mình cái đèn pha một mắt ở trước được đặt dưới cái dàn nhựa, đi cùng với đó là cái đèn xi nhan cách điệu. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED, mang tính cái sự hiện đại bền bỉ trong quá trình sử dụng. Bentley VZ150i 2001 cũng được trang bị đồng hồ LCD đơn sắc, có báo đủ các thông số như lượng xăng, odo, chip vân, với một cái giao diện hợp lý, dễ nhìn, từ đó người dùng có thể kiểm soát tốt hơn cái hành trình của xe mình. Xe cũng trang bị cho mình một cái cốp rộng là 4,9 lít, đủ để vừa cái bảo hiểm là nửa đầu. Trong cái cốp cũng có cổng sạc USB để giúp sạc smartphone trong lúc cần. Ngoài ra chiếc xe còn có thêm các hốc chứa đồ ở phần đầu xe cũng rất là tiện dụng. Về cái sức mạnh của phiên bản Bentley VZ150i 2001, được trang bị cho mình động cơ xăng đơn 124cc SOC làm mát bằng không khí, sinh ra cái công suất đa là 8,4 lực, đạt ngưỡng vòng tua là 7.500 phút. Mô men xoắn cực đại là 9.0 Nm, đạt ngưỡng vòng tua máy là 6.000 vòng/phút. Xe còn được trang bị cùng hệ thống phanh đĩa với đường kính là 220m ra phía trước và phanh tăng chống phía sau. Em ấy được trang bị một cái mâm 14 inch, đi cùng với đó lớp trước là 70-90 và phía sau là 80-90. Với mức giá bán là 29.800.000 đồng, Bentley VZ150i 2001 thực sự là một lựa chọn không thua kém gì cái phiên bản Honda Vision 2001 trên thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.